Xin chào các bạn, mình là Poppy đây. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ và không đi ngược lại với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Các bạn nhớ like, share, subscribe, click vào cái chuông để nhận thêm những thông báo mới nhất về clip của mình nha. Các bạn ơi, Poppy đây nè, lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn luôn á. Poppy cảm thấy rất là vui luôn, các bạn có vui giống như Poppy không? Cho một tràng vỗ tay thôi nào. Yeah, thì á, mình đang ở trong bệnh viện nè mọi người ơi. Biết tại sao không? Mấy nay á, Poppy cảm thấy hơi mệt nên Poppy vô bệnh viện để cho bác sĩ chăm sóc mình á mọi người. Hồi nãy giờ á, Poppy nằm ở trên đây nè, bác sĩ chăm sóc mình rất là tốt, nhưng mà bác sĩ bây giờ đi đâu rồi không biết, chắc là đi qua phòng bệnh khác nữa. À mình nghĩ vậy luôn á, để mình đi kiếm bác sĩ rồi. Bác sĩ ơi, bác sĩ đâu rồi? Ủa sao mà bệnh viện nhưng mà trống chơi chút chặt rồi ta? Chỉ có phòng của mình là có được cái giường với lại cái bàn ở đây à. Còn á mấy phòng khác không có, hay là bệnh viện này phá sản xong rồi bây giờ dẹp tiệm luôn rồi mọi người. Trời, không có phòng nào mà có giường, chỉ có riêng phòng mình à. Hey, thôi bây giờ mình đi về nhà là mình thấy là ổn lắm rồi mọi người ơi. Chắc ông bác sĩ đó ổng đi ăn trưa rồi. Ui, ông bác sĩ nè. Hello bác sĩ nha, cảm ơn bác sĩ mà từ bữa tới giờ tôi nằm bệnh viện mà bác sĩ tách khe cho tôi, là chăm sóc cho tôi mà không lấy cái động cắt nào luôn á mọi người. Trời ơi, bữa giờ mình đâu có đi mai đâu, bữa giờ mình cũng đâu có đi làm gì đâu, có được emerald hay là kim cương để trả cho bác sĩ, mà bác sĩ chăm sóc mình rất là tốt luôn á. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều luôn nha. Thôi bây giờ mà tôi xin phép đi về nha bác sĩ ơi. Bác sĩ ở lại đây chăm sóc cho bệnh nhân khỏe nha bác sĩ. Thôi bây giờ mình sẽ đi về thôi, chứ mình ở đây chút xíu nữa là bác sĩ đòi kim cương với là đòi emerald của mình, là mình có đâu mà đưa. Hey, mình còn có 62 thịt ở để ở đây để mình dằn bụng mình ăn nè mọi người. Thôi bây giờ mình đi về làng. Mình ở trong bệnh viện đây là khoảng chừng một tuần lễ rồi mọi người. Trời ơi, mình đâu có về làng đâu, không biết là bây giờ cái làng của mình nó có thay đổi gì không, không biết có ai vô nhà của mình để lút đồ không nữa nè. Hey, thôi đi về nhà thôi nào. Ôi lâu quá về, nhưng mà mình thấy cái ruộng lúa đồng của mình á nó vẫn còn nè mọi người, nhưng mà không có ai ra gặt hết mọi người. Trời ơi, để nó chín ươm đầy đồng luôn á, không ai gặt lúa hết á, mấy ông dân làng nè. Trời ơi, nhắc tới mấy ông dân làng á là mình sôi máu luôn mọi người. Trời ơi, mấy ông dân làng này nè, không có chịu đi làm cái gì hết trơn à, cứ đứng tụm năm tụm ba nhiều chuyện. Mà nói tới cái độ nhiều chuyện á thì ở trong làng của mình á, nếu mà người ta nhiều chuyện một thì mấy ông nhiều chuyện 10 đó mấy bạn ơi. Toàn là ông 8 bà 7, ông 7 bà 8, ông 9 bà 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 không à. Ok. Thôi không nhắc tới mấy ổng đâu, nhắc tới mấy ổng là soi máu lên liền. Đây, đây là ngôi nhà của mình nè mọi người, vẫn còn như vậy. Nhìn rất là đẹp luôn mọi người, vẫn căm lè căm lét luôn á. Trời ơi, nhờ Phúc bị dùng sơn cao cấp nên bây giờ màu nó đâu có xuống được đâu mọi người. Thôi để mình đi ra ngoài để nói chuyện với bạn tiếp nha. Thì á, hôm nay á, clip này mình làm á, mình có chuyện mình mới làm cho bạn coi đúng không? Thì á, để mình kể cho bạn nghe nha. Hôm nay á, mình á, có nhận một cái cú điện thoại của chú của mình à. Chú này gọi là họ hàng xa của mình á mọi người. Thì á, ông chú này á, ổng đang ở trên cái đồi, mà cái đồi gì mình không biết nữa, hình như là cái đồi đó là đồi giá hú hay gì mọi người. Thì á, nhà ổng ở chảnh á, mà ổng có thêm một đứa con nữa mọi người. Không biết chuyện gì đã xảy ra, vào ngày hôm đó tự nhiên con ổng như thường lệ á, đi ra ngoài để chơi, giống như là chơi với lại cây cỏ rồi chơi mấy cái trò chơi của nó. Khi mà ông chú của mình á, ở trong nhà đang làm bữa ăn sáng cho lại người con với là ổng ăn á, thì á ổng nghe một cái tiếng ổng chạy ra thì thấy con mất tích luôn mọi người ơi. Ổng chỉ thấy có một cái bóng á, nó cao mà chân rất là dài luôn mọi người. Trời ơi, cao 2 mét luôn á. Hình như là ổng nghĩ là có ai đã bắt cóc con ổng á, nên bây giờ ổng kiểu như là ổng muốn nhờ mình qua bển á để kiểu như là tìm con của ổng luôn á mọi người ơi. Poppy cảm thấy á, cái này là cái vụ bắt cóc, nhưng mà không phải bắt cóc bình thường luôn mọi người ơi. Cái này là một cái người nào mà quái dị thiệt sự là bắt cóc, bắt cóc con nít mọi người, chứ đâu phải là bắt cóc ổng đâu. Để bây giờ mình sẽ đi qua nhà ổng để thám thính tình hình sau đó, và mình sẽ điều tra coi là ai đã là người bắt cóc đứa con ổng nha mọi người ơi. Thì bây giờ các bạn cùng với Poppy đi điều tra cái vụ này nha mọi người ơi. Mình thấy cái vụ này gọi là bí ẩn thiệt sự luôn á. Để mình lấy chiếc xe mình đi chạy qua nhà ổng nè mọi người. À bên đây là buồng lái, mà ngồi bên kia làm sao mà chạy được, không hiểu luôn á. Rồi bây giờ các bạn cùng với Poppy đi nha mọi người. Bây giờ mình đi cái hướng nào nhờ? Để mình đi qua cái hướng trong làng. Mình thật sự là mình không có đi cái muốn đi cái hướng này luôn mọi người. Đi cái hướng này là gặp mấy ông dạng nhân làng nhiều chuyện, ông đứng ở đây hoài luôn á. Trời ơi, thiệt sự luôn á. Thôi đi lẹ thôi, qua nhà cổng thôi nào, let's go. Các bạn cùng với Poppy đi nha mọi người ơi. Mình qua tới cái đồi mà nhà của chú mình rồi nè mọi người. Xe của mình á chạy tới đây là hết xăng luôn, không còn một giọt xăng luôn. Bây giờ mình đâu có chạy đi được đâu. Trời ơi, mình chạy qua đây á, mình gặp quá nhiều bão cát đồ này kia á, nên á xe của mình nó tróc luôn á, từ cái màu cam nó chuyển thành màu xanh luôn á. Cái lớp lớp dưới của sơn á.
Ôi, ê chú ơi, chú ơi, con tới rồi nè chú ơi. Đâu rồi, chú ơi? Không thấy luôn á, ở trong nhà này không thấy. Nhà này cũng... Ui, ổng đâu vậy ta? Ở trong đây có gì không? Ui, không thấy chú mà nó đâu cả. Không có một ai ở trên hai cái ngôi nhà này luôn nè. Vậy là chú mình đi đâu rồi ta? Ồ, hay là chú của mình cũng bị bắt cóc rồi mọi người. Mình không biết là cái khu này nó có cái chuyện gì mà tại sao mọi người đều mất tích bí ẩn. Ôi, oh, oh my god, chuyện gì đây? Ê, sửa chiếc xe đạp lại chạy. Oh my god, cái gì đây? Cái con này là con gì đây trời? Để mình gõ lại, mình bị tối tăm màn hình luôn mọi người. Để mình chạy chậm, mình nhìn rõ là cái con này là con gì đây. Từ 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 từ, để mình coi. Nó đang đi lại gần mình kìa, chạy 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 ơi, chạy ơi. No 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 no. No, thì ra cái con này là cái con bắt cóc chú mình với lại cháu của mình nè mọi người. Oh my god, cái con này nó dài mà nó kiểu như nó cao quá mọi người. Cái đầu của nó là cái hộp nhạc á. Trời, cái con này là con gì vậy trời? Ghê quá à. Cái con này các bạn để ý đi, nó giống cái con Silent Head đúng không mọi người? Đúng rồi, nó giống con Silent Head. Nó kêu cái tiếng hú nhưng mà không phải là tiếng Silent Head mọi người. Cái này chắc mình nghĩ á, con này là dòng họ của con Silent Head nè mọi người. Các bạn có nghĩ giống như Phoebe không? Các bạn thấy rõ được cái hình ảnh của nó không mọi người? À, cái này là gì? Cờ lê này để sửa cái chiếc xe đạp này mọi người. Đúng rồi. Chết rồi. Mình lên đây để mình giải cứu cháu mình với lại chú mình. Nhưng mà bây giờ mình cũng muốn trở thành nạn nhân luôn rồi. Nó muốn bắt cóc mình luôn rồi. Ừ, xe đạp mà còn bị hư nữa chứ. Trời ơi, trời, xe đạp mà bị hư nữa. Lần này mình không biết tại sao luôn á. Lần này mình không biết làm sao để thoát khỏi đây luôn mọi người. Ơi, đó nữa kìa. Trời ơi, nó dí theo mình hoài luôn á. Hèn gì, cháu của mình với chú của mình bị bắt cóc là phải rồi. Nó cứ thất ẩn thất hiện như thế này mà ai mà chịu nổi luôn á. Oh my god, thiệt luôn á, thiệt là kinh dị luôn á. Mình nghĩ bây giờ mình phải kiếm đường để mình thoát khỏi đây. Sau đó mình sẽ nhờ anh Red Hood, chị Mèo Xanh với chị Panda đi qua đây đây để điều tra cái vụ này mọi người. Chứ bây giờ cái con này nhìn nó ghê quá à. Nó cứ chặn đường mình hồi nãy giờ luôn á. Nó không cho mình đi luôn á. Kiểu như là nó biết là mình có ý định thoát khỏi đây á, nên nó chặn đường, nó không cho mình đi để mình không thoát được khỏi đây á. Nhưng mà bây giờ Phoebe viết quyết định là phải thoát được khỏi đây thôi mọi người. Thì á, bây giờ á, xe của mình hết xăng rồi. Mình phải đi kiếm xăng để mình đổ vô chỗ để mình chạy về thôi. Trời, mấy chiếc xe đạp như gì mà cùi mía như vậy. Cái gì mà chạy có chút xíu thôi là nó gãy gọng luôn rồi. Oh my god, mình không biết là thoát được không nữa nè. Ở bên đây là gì đây? Cái chạy hả? À, cái cắm chạy này không biết có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Cứu một sinh linh, một gì à, một người bé bỏng như tôi đi nào! Phoebe rất là sợ luôn á! Ước gì bây giờ có Net Hối với chị Mèo Xanh rồi chị Panda ở đây để giải cứu cho Phoebe nhờ! Trời ơi, giải cứu cái thằng em út tội nghiệp này đi. Ê, nó nữa kìa, nó tới đây hoài luôn á. Oh my god, trời ơi, nó quyết định là nó không để cho Phoebe thoát khỏi đây đâu. Ui, ê, mình thấy nó mới tóc biến luôn á nha. Nó tóc biến qua đây luôn á. Trời ơi, thôi, không được rồi. Mình chạy kiếm chỗ khác thôi. Mình phải chạy đi kiếm xăng. Nhiệm vụ bây giờ của mình là phải đi kiếm xăng á. Cái chiếc xe đạp màu xanh á, chạy chưa có được bao nhiêu là nó bị hư rồi. Thôi mình đổi qua chiếc xe đạp màu đỏ, mình chạy cho nó bền xíu mọi người. Trời ơi, để mình đi kiếm bình xăng, mình phải thoát khỏi đây mới được. Ở đây, ui, có bình xăng nè. Yeah, một bình xăng nè mọi người. Lụm liền, lên xe, giọt. Ui, cái gì vậy? Nó tơi. Ui, nó dí mình kìa. Ui, con này để mình nhìn rõ rồi, đằng sau lưng của nó còn có mấy cọng tóc. Mình nhìn kỹ hình như không phải là cọng tóc mọi người. Cái đó là hình như giống như là cái con Jun gì á. Ở đầu của nó là cái hộp nhạc. Ui, cái người nó cao thì thôi luôn á. Nhìn nó y chang như con Silent Head luôn á. Mọi người mà biết cái con này là con gì mọi người nhớ là comment bên dưới để cho Phoebe biết nha mọi người. Phoebe sợ thiệt luôn á. Cái con này, để mình đi qua đây. À, bên đây cũng có một cái chỗ cắm trại nhỏ. Wow, cái vùng đất này hình như là mọi người đi cắm trại đây đều đã bị nó bắt hết rồi. Bây giờ chỉ còn một mình Phoebe ở trên đảo này thôi. Chú của mình chắc cũng bị bắt luôn rồi. Phoebe á, bây giờ á, cảm nhận là muốn có Net Hood với chị Mèo Xanh này, chị Panda ở đây để có thể cảm nhận được cái nỗi sợ giống như Phoebe. Mới biết được cái thằng em út này bây giờ nó đang đối diện với lại một cái nỗi kinh hoàng như thế nào luôn á.
Trời, ở đây cũng không có luôn. Để có cái hộp này để mình coi có gì không. No, không có gì luôn. Trời ơi, đang chạy mà trời ơi, có xe luôn không hiểu. Rồi, let's go. Đi quanh đây nữa. Cái khu đồi này nó rộng thiệt luôn á nha. Rộng quá rộng à. Trời thì tối mà cây thì nó âm u. Nhìn cái khu này không có sức sống gì luôn mọi người. Con mặt trăng kìa. Ở bên đây là gì đây? Ai cái bến cảng. Mình có thể lấy thuyền để mình đi về nhà của mình được không ta? Để mình đi thử thôi. Ui, không lấy thuyền được. Nhưng mà ở đây là cái hồ, không phải là cái sông nên không có đi được. Để đi kiếm đâu. Let's go. Bây giờ Phobby mới để ý á các bạn. Cái đèn pin á, Phobby á, chuyển qua góc nhìn thứ nhất á, thấy nó kiểu nhỏ. Chuyển qua góc nhìn này á, nhìn nó bự y chang như là cái bắp tay của Phobby luôn á. To kìa. Trời ơi, cái đèn pin gì mà to thiệt luôn á. Cái đèn pin này mà đập lên đầu chắc mất trí nhớ luôn á mọi người. Hề thiệt. Thôi đi kiếm chỗ khác. Được một bình xăng rồi, còn 3 bình nữa là mình sẽ có thể thoát khỏi đây rồi. Ha ha. Khi không ở nhà. Trời ơi, được bác sĩ take care thì không chịu. Chạy qua đây chi, bây giờ phải đối diện với lại cái con quái vật mà nó dí mình vậy kìa. Con nó chạy kìa. Trời ơi, nó dí mình. Quyết định là nó không buông tha. Rồi, mình nghĩ là mình chạy xa là nó sẽ biến mất. Mình sẽ quay trở lại. Ha ha. Không làm sao mà có làm khó được Phobby đúng không? Qua đây là cái gì đây? Có một căn nhà nhỏ ở đây. Ở đây có một cây cổ thụ. Trời thì nó rất là âm u tối mệt luôn á. Phobby mà không có đẹp. Ê, một bình xăng nữa nha. Hai bình. Ui, mình để ý, mỗi lần mà Phobby lấy bình xăng á là nó sẽ xuất hiện ra, nó dí Phobby á mọi người. Chắc chắn là nó đang ngăn cản Phobby, không cho Phobby lấy bình xăng để đổ xăng luôn á. Rồi cái con này nó ma mảnh lắm á. Kìa, nó dí mình tới rồi kìa. Dí mình tới đây rồi kìa. Chạy thôi. Ui, không được rồi. Để mình chạy ra. Ui. Thôi, biến mất đi. Ê, ngu gì vậy, sao mà chạy xuống đây. Trời ơi, chạy mà không nhìn đường, chạy lũi xuống nước luôn. Quay trở lại đây để mình coi là ở trong đây có xăng hay không. Đầu tiên á, là phải quay đầu xe ra sẵn trước. Nó mà xuất hiện một cái một thôi là Phobby sẽ giọt liền. Đó, nó sẽ xuất hiện liền nè mọi người. Bây giờ mình giọt liền. Nó giọt liền là không bị bắt. Kìa, nó đứng ở trong bụi cây núp kìa. Các bạn coi hề không mọi người. Để mình cho các bạn coi nè. Nó đứng ở trong bụi cây kìa. Hề thiệt luôn á, cái con này. Hello. Giọt. Ui, nó không làm được gì mình luôn rồi. Trời ơi, biến đi đâu không biến. Biến sát bên không chịu. Biến đâu mình núp ở ngay bụi cây á. Hèn chi nó bắt. Ủa, hèn chi đã dính vào bụi cây phải rồi. Ôi, nó xuất hiện bên đây. Ui, trời, sao lúc này lại bị hư xe. Ôi, let's go, quay lại. Mình nghĩ là hướng đó nó sẽ có bình xăng á, nên nó mới đứng đó để nó cản đường mình á. Nó không cho mình đi á mọi người. Mình sẽ quay lại, mình đi hướng khác. Ui. Bây giờ á, mình lấy được 3 bình xăng, còn 1 bình nữa là mình thoát được. Nên bây giờ nó tranh thủ nó dí mình thiệt xa luôn kìa. Ui, nó dí mình nó đi thiệt lẹ luôn á. Ôi, ủa, mình mới thấy nó biến mất rồi mà sao giờ nó thoát ẩn thoát hiện nữa vậy. Ui, tha cho tao đi, tao có làm. Ui, let's go, quay lại. Nó bọc đầu của mình luôn. Cái con này nó ma mảnh thiệt ngang. Nó bọc đầu của mình luôn. Rồi, đi qua đây. Mình biết chắc chắn là cái chỗ đó nó sẽ có bình xăng á, bởi vậy nó mới cản đường mình. Nhưng mà làm sao mà làm khó được Phobby. Hồi nãy Phobby thấy cái con này nhìn nó quái dị nên Phobby mới sợ thôi, chứ bây giờ là Phobby không có sợ nó nữa đâu. Bây giờ Phobby đã biết được cái bộ mặt thật của nó và cái cơ chế hoạt động của nó rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Đó, chính xác luôn, Phobby nói ở đó. Ôi, cái gì vậy? Hết hồn, tưởng nó bắt Phobby chứ. Rồi. Lấy bình xăng. Ui, sao mà nó phát hiện sớm vậy? Ôi, let's go. Ui, nó chạy đây. Cái giò nó cao, bởi vậy bây giờ nó đi rất là nhanh. Ui, lấy bình xăng. Cho tôi lấy bình xăng, tôi lấy cái xong rồi tôi đi liền. Tôi ra khỏi đây liền. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi này nữa đâu. Rồi, được 4 bình xăng rồi mọi người. Bây giờ đi về được rồi. Đổ xăng vô xe mình đi về.
Trời ơi, let's go, đi về thôi. Mình qua đây để mình giải cứu chú mình với lại cháu mình. Bây giờ á, Phoebe trở thành nạn nhân, Phoebe phải tự giải cứu bản thân của mình luôn. Các bạn thấy hài không? Nhanh lên nào, nào mình về đi thôi. Let's go, nhanh lên, nó đang dí ở đằng sau lưng của mình á. Nó đang chạy rất là nhanh, nó biết là mình sắp đi rồi. Nên bây giờ nó cố gắng hết sức để níu chân của mình trở lại á. Nhưng mà không được đâu. Bây giờ mình sẽ đổ xăng vô cái bình này. Đổ xăng vô, đó, nó chạy lên, nó đang bơm xăng vô mọi người, đó, nó đang bơm vô, rồi, đợi chút xíu, lên khói quá trời luôn mọi người, bây giờ chiếc xe, ơi, nó dí mình kìa, đó, không được đâu, mình lách vào một bên là mình chạy liền, nó đang dí theo mình kìa mọi người, rồi, let's go, thoát khỏi đi thôi nào, thoát khỏi cái ác mộng kinh dị rồi. Chạy thôi mọi người ơi, qua cái hầm này là tới nhà của mình rồi mọi người. Ơi, chạy thôi. Cuối cùng finally thì Phoebe cũng đã thoát khỏi cái nơi này rồi. Yeah. Ôi cái gì? Tại sao vậy? Cũng không thể thoát khỏi nữa. Tạm biệt các bạn nha. Nhớ nhắn với lại đến hứa rồi chị mèo xanh với lại chị Panda là cứu Phoebe nha mọi người ơi. Phoebe bị bắt cóc rồi. Các bạn ơi, các bạn muốn xem tiếp tục thì bên tay trái của Phoebe có một clip siêu hay siêu bựa luôn nha. Các bạn lướt vào đó là các bạn có thể xem rồi. Nhớ nhấn like, share, subscribe cho kênh YouTube của Phoebe nha. Và bây giờ Phoebe đi đây. Bye.